Đây là một trong những tình huống điển hình mà thời tiết nồm ẩm mang lại. Không chỉ gây khó chịu, nó còn là nguyên nhân chính làm hỏng hóc các thiết bị điện tử trong gia đình. Mùa xuân miền Bắc với đặc thù độ ẩm cao dẫn đến nguy cơ hỏng hóc thiết bị điện tử trong gia đình khi ở trong môi trường độ ẩm cao rất có thể hỏng các vi mạch điện tử, chập cháy, rỉ sét hoặc mòn kim loại. Vì vậy hãy chú ý: 1. Để thiết bị nơi khô ráo. Để các thiết bị điện tử cách tường 10 đến 15 cm và cách nền nhà khoảng 80 cm là khoảng cách an toàn nhất giúp các thiết bị giảm nguy cơ hỏng hóc do ẩm ướt. 2. Sử dụng thường xuyên. Bật các thiết bị ít nhất một lần trên một ngày hoặc để chế độ chờ, không tắt hẳn nguồn điện trong khoảng thời gian nhất định. 3. Sử dụng các thiết bị vật liệu hút ẩm. Trên thị trường có rất nhiều thiết bị vật liệu hút ẩm. Bạn nên tham khảo để sắm các thiết bị này, không chỉ giúp bảo vệ đồ điện tử trong gia đình mà còn giảm nguy cơ các bệnh đường hô hấp do nồm ẩm. 4. Bật điều hòa ở chế độ dry cũng là cách giúp giảm độ ẩm trong phòng. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên bật 1 đến 2 lần, mỗi lần 30 đến 45 phút, tránh lãng phí điện. 5. Đóng cửa chính và các cửa sổ. Đây là cách khắc phục nồm ẩm hữu hiệu và được sử dụng nhiều nhất, lại hoàn toàn không mất phí. Follow Điện lực Việt Nam EVN News để tham khảo thêm nhiều bí kíp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong các video sau.